Xin chào bà con nông dân và các chuyên gia trong ngành nông nghiệp. Hôm nay chúng tôi rất là vui được giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thuốc trừ bệnh lúa rất là đột phá, đó chính là MiTop One 390SC. Đây là một sản phẩm đặc trị hiệu quả với một công thức hỗn hợp cộng hưởng của ba hoạt chất nổi bật, đó chính là azoxystrobin, difenconazolen và hexaconazolen. Nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo của ba hoạt chất tiên tiến, MiTop One 390SC không chỉ phòng ngừa và điều trị nhiều loại bệnh quan trọng, mà còn đặc biệt hữu hiệu trong việc điều trị các bệnh lem lép hạt và khô vằn trên cây lúa. Sản phẩm này giúp lúa vô gạo nhanh chóng, tạo ra những hạt lúa chín đẹp và giữ đồng lá khi lúa còn chín, còn mơ. Không chỉ đơn thuần là một loại thuốc trừ bệnh, mà còn là một giải pháp toàn diện nhờ vào cơ chế phòng ngừa đa tác động. Điều này có nghĩa là sản phẩm giúp ngăn chặn sự xâm nhiễm của nấm bệnh và tiêu diệt chúng ngay trong bên trong cây lúa. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.